Rồi, em Phú Tâm Đức xin quay trở lại gặp lại các anh chị. Và hôm nay em Phú Tâm Đức sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe địa hình của Giant, có tên là Giant XTC820. Đây là một chiếc xe có một vị khách đã đặt cọc và bên em lấy về thì rát ra nhân tiện review cho anh chị xem luôn. Thì có thể nói đây là một trong những chiếc xe dành riêng cho dân mà gọi là đạp xe mà gọi là hơi chuyên chuyên xíu, từ bán chuyên nó lên anh chị nha. Tại vì những con xe như thế này đi địa hình, đi theo đội, đi theo nhóm hay là những chuyến mà phượt đường dài mà đi theo team cùng nhau trải nghiệm những cung đường thì quá là tuyệt vời luôn. Thưa anh chị ạ. Rồi, lý do tại sao em nói đây là một chiếc xe dùng để đi theo team đấy, tại vì nó là cái con xe địa hình nhưng mà là khung nhôm, mà cái loại nhôm này là nhôm siêu nhẹ của Giant nha. Thì con xe này Giant XTC820 này có giá là hơn 25 triệu một chút xíu anh chị nha. Thì trước tiên em sẽ nói về cái khung là khung hợp kim nhôm của Giant siêu nhẹ, nhưng có hai màu đấy. Thứ nhất là cái màu này, cái màu đen anh chị đang xem, thì cái màu đen này á em thấy nó rất là lạ, nó rất là đẹp. Thì anh chị nào mà gọi là hơi phong cách, hơi cá tính một chút xíu thì em nghĩ là chọn màu đen này nó khá là hợp lý, tại vì cái mặt bề mặt sơn á nó làm nhám, mà nhám nó kiểu như gương vỡ đấy các anh chị, nhìn thì rất là đặc biệt, rờ thử thì mê luôn đấy. Về rờ thử phải nói là mê luôn đấy, tại vì cái màu này gọi là hơi phong cách một xíu. Nó còn có thêm một màu nữa là màu xanh mà hơi lạt lạt một chút xíu anh chị nha, màu xanh hơi lạt lạt xíu. Thì anh chị nào cần màu khung thì cứ lên mạng gõ Giant XTC820 đấy là sẽ biết được cái màu thôi, còn không có thể liên hệ với anh em kinh doanh là bên em sẽ gửi màu cho anh chị luôn đấy. Rồi, tiếp theo đó là cái phần khung em nói. Em nói chút xíu về khung nữa. Khung là ở đây là cái phần cái chữ này, cái chữ Giant họ làm trắng này, làm cho mình nó thêm nổi bật hơn các anh chị nha, thêm nổi bật hơn. Rồi dây thì người ta đi là giấu hết rồi đấy, giấu hết trên phần khung này, người ta cũng giấu hết rồi. Trên này có một cái viền màu XTC đấy, viền màu XTC rất đẹp đúng không? Rồi cái khung này họ thiết kế các anh chị ha, nhìn này, dáng cái chữ tam giác này đấy, và sau này có hai cái đuôi thanh xuống đúng không ạ? Thì cái tứ giác khung này nhìn nó cứng, bao cứng luôn, phải nói là hơi phong cách anh chị ha, hơi phong cách luôn đấy. Rồi ở đó là khung có size là size L, size S, size M, rất là đủ màu khung ha. Rồi là đủ kích cỡ khung cho anh chị lựa chọn. Rồi đó là cái khung em nói xong ha. Tiếp tục em sẽ nói về những cái điểm đặc biệt của con xe này nữa là gì. Phuộc này là phuộc hơi đấy, phuộc hơi của Corsair đấy, phuộc hơi anh chị nha, thương hiệu Corsair. Rồi có khóa phuộc ở trên này luôn, có khóa phuộc ở trên này luôn đấy, mình bấm rất là dễ đúng không ạ. Rồi cái bộ truyền động của cái xe này á, thì là bộ truyền động của Shimano SLX, có cái giải tốc độ là 2 đĩa trước 12 lip sau. Rồi cái số răng này 12 cái lip sau của cái bộ truyền động này anh chị, thì có cái số răng là 10 răng là lip nhỏ nhất và 45 răng là cái lip lớn nhất. Thì hồi nãy em mới nói là cái chiếc xe này chuyên dành cho dân mà gọi là dân hơi bán chuyên chút xíu, đi phải nói là những cái địa hình như là đường trường ấy, leo dốc đồi núi hay là đường cằn cỗi sỏi đá một chút xíu thì mình đi off road là tuyệt vời luôn đúng không? Mình đi theo team theo nhóm là quá tuyệt vời luôn. Thì chỉ tầm 25 triệu đô lên chút xíu là mình đã có một chiếc xe cực kỳ ngon như thế này rồi. Rồi đó là cái bộ truyền động anh chị ha. Ở đây thì em thấy nó hơi thiếu một chút xíu là cái gì, cái giò này là giò của Burwell nhưng là trục rỗng. Thì nhìn cái thiết kế thì em cũng thấy rất là mê rồi, nhưng mà nếu mà được giò Shimano SLX thì quá là tuyệt vời. Nhưng nếu mà full bộ rốp của Shimano SLX thì chúng ta không thể nào mà dưới 28-29 triệu được đấy. Thì nhưng mà theo em đánh giá thì thương hiệu nó không bằng thôi, chứ còn cái công năng thì nó không thay đổi gì anh chị nhá. Giá thành nó tốt hơn Shimano một chút xíu, đó là cái điểm mà hơi đáng tiếc một chút xíu, nhưng cũng có thể nói là hơi thiếu sót thôi chứ không phải đáng tiếc, tại vì công năng nó vẫn đáp ứng rất là bình thường anh chị ha. Rồi chúng ta có một bộ phanh dầu này là phanh dầu của Techtro anh chị ha, bóp thì phải nói cực kỳ mê, rất là mềm đúng không ạ. Rồi tiếp theo nữa là cái phần tay lái, thì góc này em thấy cái góc lái nó cũng không quá rộng mà cũng không quá hẹp, rất là dễ lái. Mình đi off road thì như này là ok ha, 9 điểm. Rồi trên này có cái chuông, trên này có cái chuông đúng không ạ. Rồi đó là xong cái phần đó. Rồi phần yên này, yên này là yên của Giant Approach, xin lỗi anh chị, Giant, yên của Giant. Em lộn qua cái dòng road ha. Giant cái dòng này chuyên địa hình, nó hơi mềm và cái bản cái gọi là cái yên này nó dài, yên này dài đấy. Rồi đó là cái phần sơ bộ về chiếc xe. Rồi ở đây là em sẽ nói về cái gì ạ, cái vỏ đấy. Cái vỏ này là vỏ của Quickstan bánh 27.5 đấy. Phần cái gai lốp thì phải nói là không phải là bàn luận nữa, tại vì là gai này là gai của địa hình đấy, cho nên là đi được gọi là 10 điểm luôn anh chị ha. Rồi
Tiếp tục chúng ta sẽ nói về cặp vành. À, vành nhá, vành này thì bác đạn siêu lớn anh chị nhá. Rồi, cái đùm này là đùm của Shimano luôn các anh chị ạ. Cặp bánh này đùm của Shimano luôn, hay hết. Shimano tuyệt vời. Rồi đùm sau cũng là Shimano luôn. Và anh chị thấy không, xe là xe road nhưng mà là cái tiếng kêu thì như, xin lỗi anh chị, xe là xe địa hình nhưng tiếng kêu như xe road luôn, đúng không ạ? À, tuyệt vời. Nên anh chị nào mà đi thì mình về mình gỡ cái miếng nhựa này ra, thì em thấy thì nó khá là lằng nhằng, không có thuận mắt lắm. Rồi trên cái phần khung trên chiếc xe này á, là dạ có một cái mã QR code, thì anh chị quét vào đấy thì được biết là cái sản phẩm là xuất khẩu ra bao nhiêu nước anh chị ha. Đấy rồi, đấy, thì tóm lại một xíu, với hơn 25 triệu chúng ta có gì? Chúng ta có phanh dầu của Techtro, chúng ta có khóa phục vai, phục hơi, chúng ta có bộ truyền động của Shimano SLX, 2x2 đĩa 12 lít anh chị ha. Rồi 12 lít thì có số lít là 10 răng và 45 răng. Rồi cặp đĩa của Shimano, đùm của Shimano, vành thì là vành nhôm của Giant và có đùm của Shimano. Đấy rồi, em thấy như vậy là quá là tuyệt vời. Tầm đấy thì mình chỉ vượt ngon lành nhành đạo rồi, đúng không anh chị ạ? Màu thì có hai màu, một màu xanh lạt và màu đen này gọi là đen nhám, mà nhám là hơi đặc biệt nha, em nghĩ là ai phải phong cách lắm thì mới sở hữu con này đấy anh chị nhá. Rồi cơ bản là em giới thiệu cho anh chị những cái con xe như thế. Đấy, thì anh chị nào cần gì nữa, thông tin gì nữa thì hãy liên hệ với anh em Doanh Nghiệp Tâm Đức nha, đừng ngại ngần mà liên hệ với anh em, đảm bảo với anh chị là khi nào cũng rất là sẵn sàng để tư vấn cho anh chị những con xe tốt và đẹp đấy, và chất lượng nữa ha. Rồi xin chào ạ.